trung tâm thì gần nhà mình, ở 29 Vạn Phúc thì là nó rất là gần với nhà mình. Thế mình mới mang con đến để cho con thử học thử một vài buổi. Thì mình thấy con về rất là vui, con hòa nhập rất là nhanh, mà các cô giáo người Nhật ở đây rất là thân thiện, con học rất là tiến bộ. Thời gian con học ở trường ấy thì con tiến bộ rất là nhanh. Thế thì nhất là sau khi mà con đi dự chạy hè năm 2017 ở tại Nhật Bản, thì con quay trở về đấy là một cái nguồn động lực rất là lớn để cho con tiến bộ. Con không những tiến bộ môn tiếng Nhật mà con còn tiến bộ cả các những cái môn học ở trường. Đợt vừa rồi con có thi cái kỳ thi GTEST, kỳ thi năng lực tiếng Nhật, là cái kỳ thi tương đối khó. Nhưng mà con vượt qua rất là tốt, con đạt 390 điểm là cái điểm rất là xuất sắc. Ngoài cái sự mong đợi của tôi và của các thầy cô giáo,
tôi rất là vui và tôi rất là cảm ơn trung tâm Todai Edu đã dạy dỗ con để cho con có được như ngày hôm nay.